Đây đã là đèn Vlog số 3, Bích thực hiện chuỗi series các video này nhằm giúp các bạn có thể tự đọc tại nhà một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go. Hôm nay chúng ta sẽ tập một bài đang rất là trend nha các bạn. Chúng ta sẽ tập bài You Know I Go Get. Và trước khi để tập cái bài này thì chúng ta trở lại với công việc quen thuộc, chúng ta là phân tích nhạc. Ok, bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với tổ hợp 1. Chúng ta hãy khép chân lại, đầu bước chân phải 1 và khép lại 2 3 4. Tay các bạn sẽ đưa nghiêng ra 1, thu lại 2 3 4. Và các bạn thực hiện trong vòng 4 nhịp là 1 2 3 4. Sau đó các bạn giữ nguyên tay và đánh vai phải thành một vòng tròn, chân phải bước ra sau 1, thu về 2, ngược lại 3 4. Thực hiện động tác với lại một lần là 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, các bạn bỏ tay xuống và bây giờ các bạn sẽ bước chân phải 1 và bước chéo bên trái lên 2, ngược lại 3 4 5 6 7 8. Ok, tay các bạn sẽ mở ngang ra 1 và thu về đến xéo 45 độ, 2, tiếp tục với tay trái là 1 2. Chúng ta sẽ ghép tay chân lại với nhau, đầu 1 2 3 4 5 6 7 8. Và các bạn còn một lần 8 cuối cùng thì các bạn sẽ bước chữ V lên trên trong vòng 4 nhịp là 1 2 3 4. Cuối cùng các bạn sẽ bước chân phải và đánh chỏ bên tay trái, tiếp tục 1 khép ngược lại 2 khép. Bây giờ mình sẽ nhảy lại cả tổ hợp cho các bạn xem là 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, và 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, hoàn thành. Like everybody else does. Tiếp với cái tổ hợp số 2, các bạn cũng khép chân lại. Các bạn sẽ bước đều bước trong vòng 8 nhịp là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, đây là chân. Tay các bạn sẽ bắt đầu động tác đầu tiên bằng giơ tay cao lên dưới này là 1, để tay ngang là 2, giơ cao là 3 và xuống là 4. Và thực hiện ngược lại 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ kết hợp tay chân, bắt đầu 1, 2, 3, hạ xuống 4, 5, 6, 7, 8. Và bây giờ chúng ta sẽ bước chân phải xuống, đồng thời đưa hai tay lên và hạ xuống, sẽ làm cùng lúc như thế này. Bắt đầu 1, 2 và ngược lại 3, 4. Ok, các bạn sẽ đưa tay lên dựng. Và 4 nhịp cuối cùng chúng ta sẽ đánh hồng 4 cái là 1 2 3 4. Sau đó các bạn thực hiện lại các động tác của tổ hợp này lại một lần nữa. Bây giờ mình sẽ nhảy cả tổ hợp cho các bạn theo dõi. Chuẩn bị, bắt đầu 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6
7 lần nữa. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 2 nhé các bạn. Với tổ hợp số 3, bạn khép chân lại. Bây giờ chúng ta sẽ bước chân phải ngang qua, 1 và co chân trái lên, 2 gặp người xuống, tiếp 3 và 4, 5, 6 và 7, 8. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tập tay. Bạn mở tay lên là 1 và co lại là 2. Tiếp tục 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Kết hợp tay chân nha các bạn. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, lần 8 thứ 2 chúng ta sẽ tập cái động tác bước chân lên trên rất là đơn giản. Bạn bước chân phải lên là 1, khép trái, khép phải, khép và trái, khép. Tay các bạn sẽ tập đóng chữ X và mở ra hai bên, đóng chữ X và mở ra hai bên. Chúng ta bắt đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Okay. Chúng ta sẽ bắt đầu lại với động tác đầu tiên. Chúng ta sẽ lặp lại là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Riêng ở lần 8 cuối cùng chúng ta cũng bước chân giống như vậy, nhưng chúng ta sẽ mở cái tay lên như thế này. Đây, bắt đầu bằng tay trái là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Bạn bước kết hợp với chân, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Mình sẽ thực hiện lại chuỗi động tác này cho các bạn xem. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 3. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đầu tiên của bài này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và nếu các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hoặc là góp ý gì, các bạn có thể comment bên dưới cái video này giúp mình. Các bạn hãy like và subscribe để có thể xem tiếp phần tiếp theo. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại.